thờ vua Lê Thái Tổ, hí danh Lê Lợi, tọa lạc trên một ngọn đồi phía bắc trung tâm thành phố Lai Châu, thuộc phường Đoàn Kết. Đây là công trình văn hóa tâm linh để mỗi người dân Lai Châu kính nhớ đến công lao của người anh hùng dân tộc Lê Lợi. Theo sử sách, năm 1431, vua Lê Lợi đã đưa quân ngược dòng sông Đà lên vùng Tây Bắc dẹp loạn, tạo phản và ngoại xâm, giữ vững biên ải, khẳng định chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nước ta. Chính vua Lê Lợi đã thân chinh cầm quân lên thượng nguồn sông Đà để dẹp loạn đèo Cát Hãn với âm mưu chia cắt miền đất phía Tây nước ta vào năm 1431. Cho đến ngày nay, tại đây vẫn còn lưu giữ nhiều bút tích của ông sau khi giành được chiến thắng. Sau khi bình định yên ổn vùng Tây Bắc, trên đường quay trở về khi đi qua địa phận xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn hiện nay, vua Lê Thái Tổ đã cho khắc vào vách đá bài văn bia ghi nhớ sự kiện này. Phía bên trong khuôn viên của đền là tấm bia Lê Lợi. Bên trên tấm bia có ghi rõ: nỗi lo di địch nơi biên cương đã có từ xưa, đời nhà Hán đã có bọn hung nô, đời Đường thì dợ đột quyết, các dợ man ở vùng Mường Lễ nước Việt Na ta cũng vậy. Mới đây có chính sự nhà Trần nhà Hồ suy yếu, bầy tôi ở nơi phên dậu trở lên ương ngạnh, Cát Hãn nhờn theo thói cũ không chịu thay đổi. Nay ta đem quân đi chinh phạt, thủy bộ cùng tiến, chỉ một trận đã dẹp yên được. Nhân đây là một bài thơ khắc vào đá để dặn các tù trưởng dợ man ngang ngạnh với giáo hóa sau này. Bọn giặc cuồng sao dám tránh sự trừng phạt, dân biên thùy từ lâu mong ta đến cứu sống, kẻ bầy tôi làm phản từ xưa vẫn có, đất đai hiểm trở từ nay không còn. Tiếng gió thổi lạc kêu làm cho quân giặc run sợ, sông núi từ nay nhập vào bản đồ, đề thơ khắc vào núi đá trấn giữ phía tây nước Việt ta. Ngày lành tháng chạp năm Tân Hợi, năm 1431. Tấm bia như một minh chứng hùng hồn để khẳng định những mốc lịch sử, sự kiện vàng son chói lọi đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia của các vua chúa phong kiến ở nước ta. Tấm bia ấy lại tại đền thờ đã được Bộ Văn hóa Truyền thông và Du lịch quyết định xếp hạng di tích quốc gia vào năm 1981 và Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia vào năm 2016.